Với đặc thù là ngành chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh cho người dân, ngành y tế phải ứng dụng công nghệ thông tin và thường xuyên cập nhật công nghệ khám chữa bệnh hiện đại. Thời gian qua, nhiều cơ sở y tế tại Đồng Nai đã thực hiện tốt vấn đề này, giúp người dân ngày càng thuận lợi trong khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế. Ngay khi đưa khối điều trị nội trú mới với quy mô 10 tầng, 500 giường bệnh vào hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Thống nhất Đồng Nai bắt đầu áp dụng hệ thống chuyển mẫu xét nghiệm bằng khí nén siêu nhanh. Hệ thống này chuyển mẫu bệnh phẩm và kết quả xét nghiệm đến các khoa chỉ trong vòng vài giây, giúp quá trình trước và sau khi xét nghiệm được rút ngắn thời gian rất nhiều. Hệ thống chuyển mẫu này thì mỗi khoa có một cái trạm chuyển hai chiều đi và về. Khi mà người ta lấy máu xong thì đưa vào hệ thống chuyển mẫu thì chuyển sóng xuống phòng xét nghiệm luôn. Sau có kết quả thì cũng chuyển bằng hệ thống chuyển mẫu đó chuyển lại. Thời gian rất là ngắn và gọn. Và đặc biệt là nó giảm được cái công lao động rất nhiều của người điều dưỡng, người bác sĩ và hộ lý. Tại vì khi hồi trước không có hệ thống này đó, thì chúng tôi phải có người vận chuyển đi. Sau khi lấy máu xong thì do các hộ lý rồi các điều dưỡng mang về phòng và khoa xét nghiệm như vậy. Tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, với số lượng bệnh nhân khám ngoại trú mỗi ngày có thể lên đến hơn 3.000 bệnh nhân. Bệnh viện đã không ngừng cải tiến về quy trình khám chữa bệnh và các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi cho bệnh nhân. Nhất là gần đây, bệnh viện đã ứng dụng hệ thống hàng đợi tại khu vực thanh toán và lấy thuốc bảo hiểm y tế. Khi mà bệnh nhân tới khám thì chúng tôi đăng ký theo cái đăng ký trực tuyến và sau đó thì các cái phòng khám chúng tôi làm trước giờ hành chính, tức là khoảng 6:30 đã làm rồi. Khi ra thanh toán tiền cũng vậy và để lại thuốc cũng vậy. Trước đấy là phải phát loa, rồi trước đấy thì phải nhiều khi lận lộn rồi chén lấn này kia cái nọ, cho bây giờ rất là trật tự. Khi này trong giai đoạn này mà bạn đến bệnh viện hôm nay thì bạn cảm thấy rằng là khu vực khám bệnh hoàn toàn không có những cái tiếng loa, không tiếng phát thanh nữa, và bệnh nhân rất hài lòng ngồi nghỉ ngơi tại chỗ và đến phiên mình thì lãnh thuốc. Theo Sở Y tế Đồng Nai, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã có bước tiến khá dài trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Tại một số bệnh viện lớn đã triển khai nhiều tiện ích cho người dân như đăng ký khám chữa bệnh từ xa, thanh toán không tiền mặt, bệnh án điện tử, v.v. Từ nay đến năm 2025, ngành y tế sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Trong đó tiếp tục triển khai bệnh án điện tử tại 4 đơn vị hồ sơ sức khỏe cá nhân. Bệnh án điện tử thì sẽ giảm cái công việc hành chính giấy tờ cho nhân viên y tế và họ sẽ có thời gian để chăm sóc bệnh nhân nhiều hơn thay vì phải ngồi ghi chép. Thứ hai là với bệnh án điện tử thì cái hệ thống quản lý về thuốc men, về vật tư và việc sắp xếp công việc nó sẽ khoa học hơn. Hồ sơ sức khỏe cá nhân chúng ta hiện đang có nhưng sẽ nâng cấp lên để làm sao khi người dân đi khám bệnh sẽ biết được cái tiền sử khám chữa bệnh của mình, cả bác sĩ khám cũng như người dân đều có thể nắm được và theo dõi được cái sức khỏe của mình. Bên cạnh đó, để tiếp tục duy trì thực hiện hội chuẩn từ xa giữa tuyến trên và tuyến dưới, đầu tư hệ thống hạ tầng thông tin để các tuyến có thể hỗ trợ lẫn nhau trong chuyên môn, từ đó đưa hoạt động khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng hiện đại hơn.